หมดเลยหายเลยบานเลยบุญเลยนำเลยสองเลยบ่ายเลยตามเลยชิ้นเลยมือเลยจอมินตัวน่ะร้อยเอ้คนนี้บ่กึมแท้ทอยได้ปีละโฉปีละเรยมัดหมดสอยไร้มาได้ละAnh phải ăn miếng to hơn. Miếng này vẫn chưa phải miếng to nhất. Anh phải ăn miếng to nhất. Tủ tạ. Hai. Ba. Bốn. Năm. Anh cho siro ăn cam nhé.Đây, quả siro đây. Trời ơi. Ngồi đây hóng ăn cam. Không thích ăn hồng. Hôm nay ăn hoa quả thay cơm. Cái đồ ăn của cả nhà là nó có hôm nay ăn mấy thứ này. Thanh long này, cam này, hồng. Miếng này của mi to quá rồi. Đây, mi đây.Đó, của mì đó. Siro. Pila. Messi. Ok, đến lượt anh. Lần lượt nha. Ngon quá.จอดูมีมึงไปแล้วนาว anh đã có gọi tên Siro đâu ngon quá đây của siro đây ơi của pila đây messi đây còn yumi mà ăn miếng này hơi to nhỉ to quá miếng to thế mi có ăn được không sợ to quá mi không chén đượcăn đừng để rơi may quá nó chén được siro pila nào siro không có lén phép vào cái khu vực của chị đâu rồi chờ lại đến lượt anh Anh phải ăn miếng to hơn. Miếng này vẫn chưa phải miếng to nhất. Anh phải ăn miếng to nhất. Cái thanh long nó lẫn với vị cam. Mùi nó cũng đặc biệt. Thơm thơm.Đây, chú My này. Mày nhìn thấy nhá. Đừng có đứa nào lén phén vào khu vực của My. Pila. Chỗ. Merci.
Merci. Chiro. Ngon không? Ngon nhé. Sổ. Quá ngon luôn. Rồi, lại đến lượt anh. Cử tạ nha. Xem quả tạ này. Phải cử tạ 5 lần rồi chúng ta mới rồi anh mới ăn đi. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. Ok, đấy là siro. 10 lần cử tạ. Nhìn không chớp mắt lần nào. Ghê thật. Mấy đứa cho nó quan tâm ảnh thế. Đây mi. Đó. Miếng bé ở đó. Khổ. Giờ cho miếng to nữa. Nó dỗi. Ghê con nhà bà gớm thật. Thôi đây, bị là. Trộn. Là rơi mất một sợi rãi vào đây rồi. Rồi. Bây giờ lại đến lượt anh. Món tiếp theo. Hồng. Gặp. Chặt. Hồng này hơi cứng. Ăn hơi vội. Hồng là phải nhai kỹ đấy. Chứ không có nuốt được. Nó cứng. Đấy, con siro nó ăn nó làm rơi đấy. Cẩn thận không gãy đũa. Đấy. Siro ăn làm rơi à? Cho một chùm mì. Chờ, đến lượt anh. Sau hồng rồi chúng ta mới ăn đến cam. Hai, ba, bốn, năm, ngon. Đến lượt mấy đứa, siro này, pila này. Yumi nè. Rồi. Lại tiếp tục anh lại cử tạ tiếp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok. Với được miếng giò cái là lại. Lại sợ ông khác sẽ mất lại tìm chỗ núp. Yumi này. Nó mấy miếng là ăn rơi đã đủ cho Yumi ăn này. Siro lên đây. Rồi. Được miếng to cái siro lại đi siro núp à. Đây. Tiếp. À pila này. Siro hồng cứng là siro chê này. Siro ăn cái này tốt quá, cắn hộ chị Yumi. À, tốt luôn. Đây để Yumi nó ăn này. Ok, thế anh cho siro ăn cam nhá. Đây, quả siro đây. Trời ơi. Ngồi đây hóng ăn cam, không thích ăn hồng. Được rồi, thế thì để anh ăn hồng cho mấy đứa ăn cam nhá. Anh cho nhường cho mấy đứa ăn hết cam luôn. Anh thì này, anh này thích ăn hồng. Thế như này. Mấy đứa thích ăn cam thì hợp lý quá. Cam anh bóc 2 quả kìa. Vậy đến lượt anh nhá. Để mi một miếng cam đi. Chứ không phải mi lại không được miếng nào. Đây. Của mi đấy. Đấy. Mi không ăn cam à? Đấy. À, mi thì lại giống anh, mi lại không thích ăn cam, mi lại thích ăn hồng. Tốt quá. Pila. Let's see. Mi này cũng thích ăn hồng. Được. Mi thích ăn hồng thì mi ăn hồng với anh nhá. Và thuận về á. Để chị mi chán. Cam này. Siro thích ăn cam. Thấy quả cam là ngồi trực mà chê hồng. Chê hồng luôn, không thèm ăn hồng luôn. Ăn mấy miếng hồng mà chê. Merci này. Ui giời, rơi rồi, rơi mất miếng hồng rồi. Ở đây còn toàn hầm thôi. Mấy đứa mà không thích ăn hầm thì hết không còn gì ăn. À.
Thôi. Mấy đứa mà không thích ăn hầm thì hết là coi như hết không còn gì ăn nữa rồi đấy. Coi như là đồ ăn đã hết đấy. Siro ăn rồi, siro này để phần cho anh một nửa ấy hả? Tôi ngược lại bài gia tăng tình cảm thân thiết anh nói lúc đầu đúng không? Bài đấy là anh ăn rồi anh cho siro, chứ không phải là siro ăn rồi siro cho anh đâu. Ok, hết rồi. Hôm nay đến đây là kết thúc. Đó, thì cái mẹo mà để cho con chó nó nhanh gần gũi với lại chủ, hay là để cho con chó nó thân thiện với chúng ta khi mà chúng ta đến nhà người quen chẳng hạn. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.